cùng sinh ra trên mảnh đất quê nghèo, và cả hai ta chung cuộc sống reo reo. Đường quê trăng sáng anh vàng lay hương lúa, hai trái tim quê trao tình yêu dài khờ. Em ơi tháng năm êm đềm những mùa trắng, hoa ngô bay bay sáng em hòa trong nắng, đưa em sang sông nối sợi dây từ hồng. Nhưng mà sao cho em đúng là từ 120 tấn. Chúng tới 120 tấn rồi. Yeah. Ủa mà vậy là một cấu, một mẫu 4 tấn. Mẫu 40 tấn. À, mẫu 40 tấn. Trung bình là 35, 30. Tùy theo thác chúng á. Ừ. Thác chúng á, thác là do cái gì ta? Tiết thì do... Nói chung là do thời tiết. Chứ phân bón thì mình cũng làm bình thường hả? Dạ, phân bón làm bình thường. Hai ta chung cuộc sống reo reo, đường quê trắng sáng anh vàng lay hương lúa, hai trái tim đây là kinh 13 về hàng đó, này về cào, này về cào hến. Con ta đang sửa dây dưa, trồng dưa này là 2 tháng là có trái. Hai vụ lúa một vụ dưa. Hai trái tim quê trao tình yêu dài khờ. Em ơi tháng năm êm đềm những mùa trắng, hoa ngô bay bay sáng em hòa trong nắng, đưa em thấy dọc kinh này thì rất nhiều chủ làm dưa. Cái chỗ này là chỗ người ta gieo giống, người ta gieo dưa, cái này người ta gieo còn dưa, còn dưa người ta bỏ. Này là giống dưa, này cây giống. Ta dư giống ta bỏ luôn, ta gieo nó trong mấy cái túi ni lông nhỏ nhỏ, xong rồi nó lớn chút rồi xong mới lấy ra, xong mới diêm nó đem dâm lại ở dưới ruộng. Một công đất gieo là ta từ 700 ngàn sẽ tới 1.1-1.2 triệu gì đó. Đây bà con đây trồng dưa hấu. Đây là mấy anh em tôi nuôi gà. Gà này là gà đá. Ta chăm sóc gà dữ lắm, kỹ lắm. Nói gà này gà đá. Chùi nè, lao. Và cả hai ta chung cuộc sống reo reo. Đường quê trắng sáng vàng lay hương lúa, hai trái tim quê trao tình yêu dài khờ. Em ơi tháng năm em đừng bỏ xác nữa.
Cái này là cà ri là bén lắm mà. Cũng cực quá ha. Phải chăm sóc dữ dằn ha. Vàng vàng là sức nghệ cho nó hả con? Này nó thêm đen hột nữa là nó mà gan luôn nè. Này mình đá toàn đá cửa sắt hả con? Ồ, xịt, xịt rượu hả? Vậy mùi rượu. Ồ, ghê. Món đá. Tiếng nậu nãy là tiếng bắn đá. Cũng dân lương phi không hay sao? À. Ở ngoài không có đất làm dưa sao trời? Ngoài số 5 á. Chú có cái me nè, hay chạy vòng vòng đây. Tính chạy quay cho lắm mà đi dở, bắt chuột á. Dạ. Bữa nay đi trễ quá, tụi nó đi đây, ấy xong hết. Hình như là nó qua sông bên kia rồi. Ở dưới cái cống ở dưới. Gà này chắc gà bạc chịu không ạ? Dạ. Ở bên tỉnh biên á, bên cửa khẩu nó còn đá không ta? Còn. Mà nghe nói giờ ngưng cho dính gò với dính da mình nè. Nó cũng đá lụi đó nhỉ. Mà qua người đá cũng tự do quá. Thế cũng có chuồng đàng hoàng nha. Dạ, có bồ đàng hoàng. Ở dưới miền Tây này thì có cái vụ chơi gà này nè. Này đâu cũng thấy anh em ta nuôi gà đá nè. Nói gà ở đây bự bự không rồi đó. Diễn ra cũng theo dọc đường cũng thấy nhiều chỗ tụi nó nuôi nhiều mà. Con ở trong đó hả? Con ở số 5 nè. Số 5 hả? Dạ. Số 5 chắc biết 8 kiệt cái gì? 8 kiệt hả? 8 kiệt á? Kiệt ngay đầu cầu dây á. Không có chạy cưa cây không chú? Ông ngoại con kêu... Ba kiệt hả? À. Quá không thấy nó gọi điện là chạy ra, bữa không chạy ra. Nó bị bệnh. Tỉnh thoảng uống cà phê với chú ba này nha. Ở ngoài kêu, sao kêu bằng thứ ba ra. Nó trong này nó thứ 8. 8 kiệt. Bạn thân lắm. Bố con à. Em ơi tháng năm em đêm những mùa trắng, hoa ngô bay bay sáng em hòa trong nắng. Đưa em sang sông nối sợi dây từ hồng, anh trao cho em nhẫn với vòng cầu hôn. Em ơi biết không trên đồng quê mây đầy tập người. Người này đã làm dưa hấu. Tình yêu đôi ta
đang sửa dây. Mình cùng sinh ra trên mảnh đất quê nghèo, và cả hai ta chung cuộc sống gieo nèo. Đường quê trắng sáng, anh vàng ngày hương lúa. Để trồng dưa hấu là phải từ mẫu trở lên, từ 10 không, 10 không là một mẫu. Mấy anh em người ta vô làm dưa trong này làm thường là người ta vô người ta thuê đất bà con ở trong này người ta làm. Cỡ một tháng nữa là tháng vô đây quay bắt đầu ra kho dừa. Mình cùng sinh ra trên mảnh đất quê hồ, và cả hai ta chung cuộc sống gieo nèo. Đường quê trắng sáng, anh vàng ngày hương lúa, hai trái tim quê trao tình yêu dài khờ. Em ơi tháng năm êm đềm những mùa trắng, hoa ngô bay bay sáng em hòa trong nắng. Đưa em sang sông nối sợi dây từ hồng, anh trao cho em nhẫn với vòng cầu hôn. Em ơi biết không trên đồng quê mênh mông, bãi mía nương dâu ngấm giọt mồ hôi mặn. Tình yêu đôi ta như lời ca ngọt ngào, như hương đất quê mình. Thì thăm ruộng đi đâu vậy ông? Nhà bển hả? Hai anh này anh đang đi qua cây cầu khỉ này nha bà con. Quay cây cầu khỉ cho bà con coi nè, là mình nè, nhà anh ở bển, anh đi qua cây cầu này nè. Cái cầu khỉ đó, cầu tre lắp léo là cái cầu này nè nha. Đã đang làm cái đường nước. Ở đây chắc có cái trại bò, ai nhìn xong bò, bò quá trời nhiều. Nguyên một đàn bò này. Bò kiểu này là bò, chứ không bò dân. Ở vùng này người ta nuôi bò trắng là nhiều. Mà bò trắng thì hình như là bò từ Campuchia qua. Mình cùng sinh ra trên mảnh đất quê nghèo, và cả hai ta chung cuộc sống gieo nèo. Đường quê trắng sáng, anh vàng ngày hương lúa, hai trái tim quê trao tình yêu dài. Trao cho em nhẫn với vòng cầu hôn. Em ơi biết không trên đồng quê mênh mông, bãi mía hương dâu ngấm giọt mồ hôi mặn.